Cõi chết trở về. Vẫn chưa hết rét à? Để tôi đi lấy thêm chăn nhé. Rét, rét lắm. Mẹ nó ơi, kiểu này mẹ nó mau đi mời thầy lang đến đây cho tôi. Vâng, tôi đi ngay đây. Nhà cháu bị làm sao hả thầy? Có phải anh nhà thấy trong người bứt rứt, khó chịu, như có hàng vạn mũi kim châm đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Chắc chắn là ung xương rồi. Trời ơi, ung xương! Làm thế nào bây giờ? Liệu nhà cháu có... Yên tâm, bệnh tuy nặng nhưng vẫn có cách chữa. Đây là thuốc. Mỗi ngày hãy cho anh ấy uống một gói nhỏ. Nhớ cho uống trước khi ăn nhé. Kiêng gió, kiêng nước, kiêng thịt cá và chất đạm nữa nhé. Sớm muộn gì cũng khỏi, đừng lo. Dạ, cảm ơn thầy. Sao một tuần rồi mà bệnh tình của mình vẫn không thuyên giảm nhỉ? Không được rồi, chắc y thuật của thầy này kém quá. Mình mau mời người khác đến đi. Chắc phải thế thật. Sao thế không biết? Bệnh của mình ngày càng nặng hơn là sao? Hay mình không làm theo hướng dẫn của thầy lang? Có chứ, tôi làm y theo lời thầy dặn. Sắc thuốc cho mình uống đầy đủ, lại còn kiêng khem rất chuẩn. Mấy tuần nay chỉ cho mình ăn cháo trắng, tránh chất đạm mà. Thôi, thôi, không chữa nữa. Chắc cái số tôi nó tận rồi. Chị Dân, chị sao thế? Sao lại ngồi đây khóc? Khổ lắm, anh Dần nhà em ốm lên ốm xuống hàng tháng nay. Càng chữa lại càng nặng thêm. Mời hết thầy này đến thầy khác mà nào có khỏi. Em sợ anh ấy nguy mất. Anh nhà bị bệnh gì thế? Kể cho tôi biết đi. Chuyện là thế này. Thế cơ à? Thế mà chị không bảo tôi trước, để tôi mách nước cho. Này nhé, cách đây 40 dặm có một vị lang y giỏi lắm, chị cứ tìm đến nhờ, kiểu gì thầy cũng chữa được. Thật không hả chị? Liệu có chắc là thầy có thể chữa được cho anh nhà em không chị? Cứ tin tôi đi, thầy này y thuật giỏi lắm, lại có tâm với nghề. Chị cứ đến tìm, kiểu gì thầy cũng có cách giúp. Vâng, được thế thì tốt quá. Ngay bây giờ em sẽ đi gặp thầy để nhờ đây chị à. Cơ thể suy nhược đã lâu, thể trạng bị suy yếu mà lại không có dưỡng chất bồi bổ thì sao bệnh có thể khỏi? Là vì những thầy lang trước đều khuyên nhà cháu phải kiêng khem, ăn uống thanh đạm thưa thầy. Thực ra anh nhà chị chỉ bị cảm hàn thôi. Cảm hàn thôi ư? Sao uống bao nhiêu thuốc vẫn không khỏi hả thầy? Tôi không biết thuốc thang thế nào, nhưng thể tạng anh này yếu quá, suy nhược trầm trọng thế này thuốc nào cho lại được. Muốn thuốc có tác dụng, trước hết phải ăn uống bổ dưỡng đầy đủ đã. Cơ thể có khỏe, sức đề kháng tốt thì mới đẩy lùi được bệnh tật chứ. Tôi sẽ cắt thuốc uống với bồi dưỡng, anh nhà khắc khỏe ngay. Vâng thưa thầy. Chị Tám ơi, cảm ơn chị nhé. Em đã tìm được thầy lang chị mất, làm theo lời thầy rồi. Anh Dần nhà em đã đỡ hẳn chị ạ. Thế à, tốt quá. Cảm ơn chị nhé. Không có chị mách cho thì không biết giờ nhà em ra sao rồi. Đúng là con người, có khỏe mạnh thì mới chống lại được bệnh tật. Cái lý đơn giản thế mà bao nhiêu người không biết. Đúng đấy, cô nói phải lắm. Số 0 của chiếc cân. Trên à, con tốt nghiệp đã 2 tháng, sao không xin được việc nào? Ba ơi, con đã nộp đơn 3 chỗ rồi, nhưng chỗ nào cũng từ chối vì con mới ra trường không có kinh nghiệm. Chỗ này không được thì mình xin chỗ khác, chưa gì con đã nản thì không được đâu.
ba không biết đâu, đi nộp đơn con cũng ngại lắm rồi. Đã vậy khi phỏng vấn rồi ôm hồ sơ về, con còn mặt mũi nào đi xin nữa chứ? Không những thế, con sợ khả năng của mình không làm được những công việc đó. Cố lên con gái, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Con phải cố gắng vượt qua được bản thân mình chứ. Dạ vâng. À, thôi ba đi nghỉ đi, mai còn đi cắt lúa nữa. Mai con cũng ra phụ ba nữa nha. Ừ, con cũng đi ngủ sớm đi. Ăn nhiều đi con, hôm nay cân lúa cả ngày mệt hả? Vâng ạ, cả ngày con đọc số, đầu óc con quay cuồng quá. Thôi nghỉ một lát đã mọi người ơi. Chị Trinh có chuyện gì buồn thế? Ơ, sao em biết chị đang buồn? Em thấy từ sáng giờ chị cứ buồn buồn mà. Chị cảm thấy bản thân mình vô dụng quá. Ai cũng tìm được việc sau khi ra trường, còn mỗi mình chị vẫn thất nghiệp. Nhưng chị sợ xin rồi lại bị người ta từ chối như mấy lần trước. Chị Trinh đừng buồn nữa. Chị nhìn nè, trước khi em có một bao lúa, thì nhìn vào em chị đọc số mấy? Em không có gì đặt lên thì tất nhiên là số 0 rồi. Đúng vậy đó chị, em luôn bắt đầu bằng số 0. Hiện tại chị cũng thế, chị chỉ có thể thêm chứ đâu có bớt đi được, nên việc gì phải sợ. Nếu chị không xin được việc chỗ này thì chị xin chỗ khác, nếu không được thì lại bắt đầu lại. Chị cứ kiên trì, sớm muộn gì chị cũng sẽ tìm được việc thôi. Còn nếu chị cứ sợ á, không dám thử thì chắc chắn chị sẽ vẫn mãi ở vạch xuất phát thôi. Chị hiểu rồi, quả thật thời gian qua chị để mình trì trệ quá. Chị đã không cố gắng hết sức, chị không thể để mình ở vạch không mãi thế này được. Chị biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn em. Ba ơi, ngày mai con sẽ lên tỉnh xin việc. Chiều ba đi xây lúa, ghé tiệm photo, mua cho con chục bộ hồ sơ nữa nha ba. Dạ, lần này con gái của ba có vẻ quyết tâm đi. Được rồi, ba sẽ mua hồ sơ về cho con làm luôn. Được nhận vào công ty hạnh phúc rồi. Công ty lớn nhất tỉnh mình phải không con gái? Dạ phải rồi ba. Cố gắng nha con gái. Nàng tiên ốc. Chuyện xưa kể lại rằng, ở ngôi làng nọ có bà lão sinh sống, tuổi bà cũng đã cao lại rất nghèo khó. Bà luôn sống cô đơn trong chiếc lều rách nát, nhỏ hẹp, chỉ đủ để che nắng che mưa, nhưng cũng chẳng đủ để ngăn cản những đợt gió rét lạnh khi mùa đông về. Mình vẫn phải đi mò cua bắt ốc thôi, không thì lấy gì mà đổi gạo ăn chứ. Bác ơi, mua cua đi. Cô ơi, mua tôi mớ ốc đi. Nhìn bà lão kia khổ thật đấy. Ừ, già cả rồi, mà sống cô độc có một mình à, không có con cái. Hàng ngày chỉ có mò được ít cua, bắt được ít ốc ra chợ bán để lấy tiền mua gạo thôi mà cũng không được. Hay, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Có cái gì thế này? Trần đời mình chưa từng nhìn thấy con ốc nào to và đẹp như thế này. Ui, con ốc này thật to và đẹp. Này bà lão, bán cho tôi đi. Bán ốc này cho cô ư? Đúng vậy, con ốc to thế này chắc hẳn thịt sẽ ngon và nấu cháo sẽ ngậy lắm.
bán cho tôi về nấu cháo cho con tôi. Cô định mua về rồi giết thịt nó ư? Tất nhiên rồi, con ốc to thế này, thịt ngon không ăn thì phí. Không được, tôi sẽ không bán nó cho cô. Tôi sẽ mang con ốc này về nuôi và giữ mạng sống cho nó. Rõ là bà lão ngốc, bán ốc đi lấy tiền không thích, lại thích mang ốc về nuôi. Ngươi là một con ốc to và xinh đẹp, thả ngươi đi cũng được. Nhưng ta sợ ngươi lại lọt vào tay người nào đó. Người ta sẽ ăn thịt ngươi mà thôi. Ta sẽ mang ngươi về nuôi để cho ngươi được sống. Từ giờ, chiếc chum này sẽ là nhà của ngươi nhé. Mình nhớ rõ ràng, trước lúc đi lá vẫn rụng đầy sân mà. Cái gì thế này? Ai đã giúp mình quét dọn nhà cửa, lại còn bữa cơm trưa tươm tất đầy đủ thịt cá này nữa? Từ trước đến nay mình sống cô độc, có ai quan tâm đến mình như thế này đâu. Đây là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời cô độc của mình. Có chuyện gì đó lạ lùng đã xảy ra. Từ mai mình phải để ý một chút mới được. Mình sẽ quay lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy là ai? Sao tự dưng lại chui từ cái chum sức đó ra chứ? Bà lão đi rồi, mình phải nhanh chóng ra dọn dẹp giúp bà thôi. Mình phải hoàn thành trước lúc bà cụ về mới được. Nếu để bà phát hiện mình từ vỏ ốc chui ra, mình sẽ không có chỗ ở nữa. Thì ra là cô gái ấy từ vỏ ốc này chui ra. Hiếm có cô gái nào vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại đảm đang như vậy. Nếu cô gái ấy có thể trở thành con gái ta thì tốt biết bao. Ôi, vỏ ốc của con. Bà ơi, sao bà lại nỡ làm vỏ ốc của con như thế? Giờ con biết sống ở đâu? Con gái à, đừng sợ. Con cũng như ta, đều sống vò vó một mình. Vậy sao con không ở lại đây với ta? Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Con cảm ơn bà vì đã cứu con, nuôi con. Nhưng con chỉ là cô nàng, chỉ quen sống trong vỏ ốc. Con sợ sau này sẽ không chăm sóc người một cách chu đáo. Con nhìn xem, nhà cửa vườn tược đều được con dọn dẹp một cách cẩn thận thế này. Con lại khéo léo nấu cho ta những bữa cơm ngon với đầy đủ thịt cá. Đã từ lâu lắm rồi không có ai quan tâm chăm sóc ta một cách chu đáo như vậy. Nếu có được một cô con gái như con là ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dạ, vậy thì con sẽ nghe theo lời dạy của bà. Con xin gọi bà là mẹ. Con gái ngoan, nhà chúng ta có phúc rồi. Kể từ đó về sau thì bà lão cùng với cô gái xinh đẹp sống cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. Chính vì lòng tốt của bà lão mà giờ đây bà lão đã có một cô con gái xinh đẹp quan tâm, chăm sóc cho mình và không còn phải sống trong sự cô đơn, buồn tủi nữa. Sự tích hoa hồng vàng. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa thần Zeus, chúa tể thần linh, phải lòng một thiếu nữ trần gian và hạ sinh một cô con gái đặt tên là Elisa. Yêu chiều cô con gái, thần Zeus ban cho con sắc đẹp, sự thông minh tuyệt đỉnh. Theo năm tháng, Elisa lớn lên trở thành một mỹ nữ có nhan sắc không ai sánh bằng. Bông hoa đẹp quá. Ôi, thần tình yêu Eros, cảm ơn chàng. Nhiều ngày sau, Elisa, đây là chuỗi ngọc kết tinh từ tình yêu mà khi xe duyên cho con người suốt những năm tháng qua ta đã có được. Ta mong rằng từ giờ nó sẽ được nàng giữ bên mình. Đẹp quá Eros, món quà này thật đáng giá. Ta Elisa, đối với ta trên đời này không có gì đáng giá bằng nàng. Eros,
chàng là thần tình yêu. Những lời có cánh đó đừng tùy tiện nói, khiến lòng ta bối rối. Elisa, tấm lòng ta dành cho nàng hoàn toàn là chân thực, xuất phát từ trong trái tim ta. Xin nàng đừng ngờ vực. Thật sự, cô bảo ta đánh đổi tất cả những thứ đã có, chỉ để được ở bên nàng, ta cũng sẽ sẵn lòng mà không hề do dự. Kính xin thần Zeus tối cao tác hợp. Hạ thần rất yêu Elisa. Không có nàng ấy, thần không còn thiết gì nữa cả. Thần tình yêu Eros cuối cùng cũng rơi vào cạm bẫy của tình yêu ư? Liệu đây là tình yêu thật sự từ trái tim hay do mũi tên của ngươi vậy? Dạ, đây chính là tình yêu chân thành của hạ thần. Xem chừng ngươi cũng là con người chính trực, mạnh mẽ. Con gái ta cũng yêu thương ngươi. Được, vậy ta sẽ tác hợp. Đội ơn thần Zeus. Elisha, đây quả thật là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Từ giây phút này, niềm vui của nàng cũng chính là niềm vui của ta. Và tự nhiên, ta sẽ không cho phép bất cứ thứ gì trên đời này phải khiến nàng buồn lòng. Thần Zeus tác hợp cho hai người họ rồi sao? Không, không thể có chuyện đó được. Eros phải là của ta. Sao có chuyện chàng lại đi lấy người khác chứ? Nhất định ta phải có được chàng. Eros, tình cảm của chàng thật khiến thiếp cảm kích. Thế nhưng, xây cả một lâu đài bằng ngọc thế này. Elisa xinh đẹp của ta ơi, ta yêu nàng hơn chính bản thân mình. Chỉ cần nàng luôn nhớ đến tình cảm của ta mãnh liệt hơn thác, đậm đà hơn mật ong là ta vui rồi. Chàng ta để ở đâu được nhỉ? Kia rồi. Kìa, nữ thần ganh ghét, nàng làm gì ở đây vậy? Tình yêu của ta. Chàng đi đâu suốt mấy hôm nay được nhỉ? Eros, còn cô, nữ thần ganh ghét, sao lại là cô? Nàng là ai? Ta có quen nàng sao? Hả? Chúng ta đi khỏi đây thôi, còn cô, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Chuyện gì thế kia? Chàng ấy đã phản bội mình và còn chẳng nhớ mình là ai nữa. Đã mấy ngày nay tiểu thư không ăn uống gì rồi. Nhìn cô ấy đau khổ, khiến lòng tôi cũng không cầm nổi thương cảm nữa. Elisa, con hãy mạnh mẽ lên. Nước mắt đâu giải quyết được vấn đề gì. Thần gió, vậy xin người hãy giúp con. Hãy mang tâm tình của con gửi đến Eros. Hãy nói rằng trái tim con đã vụn vỡ vì chàng. Có ích gì đâu. Nữ thần ganh ghét đã thổi vào tâm trí Eros làn khói quên lãng. Con cũng thấy rồi đấy. Eros thậm chí không nhớ con là ai. Con gái tội nghiệp của ta. Cha ơi, xin cha hãy dùng sức nóng của mặt trời thiêu đốt con đi. Trái tim con không còn chịu nổi nữa rồi. Thà con chết đi còn hơn phải chịu sự phản bội của chồng. Con không còn thiết sống nữa. Elisa của ta, sao con lại có thể yêu cầu ta làm điều như thế chứ? Ta biết phải làm gì cho con gái bé bỏng của ta đây. Thiếu đi nụ cười của nó đến hoa cũng héo, chim muông thì ngực ca hát. Thần Zeus, nguy rồi. Elisa, con của ta, ta đã ban cho con sắc đẹp, sự thông minh. Thế nhưng ta lại quên không ban cho con sự can trường để vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta, ta hại con rồi. Phải làm sao đây? Elisa đáng yêu, xinh đẹp không còn nữa. Giờ cô ấy sẽ bị hóa thành tro bụi và rời xa chúng ta mãi mãi. Không, Elisa của ta không thể tan biến thành tro được. Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng. Chỉ có hoa hồng mới sánh được sự cao quý của con. Và gai của nó sẽ bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con cũng không phải màu đỏ tươi thấm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng, mà sẽ là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để kẻ phản bội con, mỗi khi thấy hoa hồng vàng, sẽ day dứt, hối hận. Oải hương thương nhớ. Nói ở ngoài ô có vườn hoa oải hương đang nở đấy. Cuối tuần này bọn mình đi làm bộ ảnh đi. Hưng sẽ làm phó máy. Gì chứ, nhờ vả mà nói như ra lệnh thế. Đừng bảo là tôi chụp không công cho mấy bà nhé. Có bọn tôi làm mẫu cho ông chụp là may mắn rồi ý. Tạo điều kiện cho mà thực hành còn gì nữa. Mơ đi nhé. Trên đời này không có gì là miễn phí cả.
Thôi được rồi, tụi tôi sẽ khao ông một chầu kem và bánh, chịu không? Nói thế nghe còn tạm được. Cho mấy bà biết, tôi mới khám phá ra một vườn oải hương tuyệt đẹp luôn. So với nó thì những chỗ mọi người hay chụp thì chỉ đáng gọi là khóm hoa mà thôi. Thật á, ở đâu thế? Hưng sẽ dẫn mấy bà đi. Chỉ có điều ông chủ vườn khó tính lắm, phải rình thời điểm chụp lén thì được. Còn xa không ông? Sắp đến rồi, cứ nhìn thấy vườn oải hương tím ngắt tức là đến nơi. Có phải đằng kia không ông? Đúng rồi, bọn mình tới nơi rồi. Mấy bà từ từ đã, không bị đuổi hết cả lũ bây giờ. Để tôi thăm dò xem ông chủ vườn có ở đây không đã. Sao phải làm vậy? Bọn mình cứ vào xin chụp ảnh rồi trả tiền đàng hoàng là được chứ gì. Được thế thì đã tốt. Vấn đề là có đưa tiền ông ấy cũng không nhận. Ông ấy chỉ là không muốn cho ai vào vườn hoa này thôi. Sao lạ thế nhỉ? Thường thì mọi người trồng hoa là để lấy tiền chụp ảnh mà. Mất công trồng một vườn hoa đẹp thế mà lại không cho ai vào chụp. Thì vậy mới nói, ông ấy lẩm cẩm khó tính lắm. Ông ấy mà thấy ai lãng vãng ở gần đây á, là đuổi đi không thương tiếc. Thế bây giờ phải làm sao? Mất công đến tận đây, chẳng lẽ về không? May quá, cửa khóa ở bên ngoài, ông ấy không có ở đây đâu. Thường thì nếu còn ở đây, ông ấy sẽ không khóa cửa. Nếu thế tụi mình tranh thủ chụp đi. Như thế có được không? Rõ ràng người ta không đồng ý mà mình lại cố tình vào chụp. Ôi dào, bọn mình cứ đi vào thật cẩn thận. Không hái hoa bẻ cành, không dẫm lên hoa là được mà. Thu, bà đưa tay lên tự nhiên một tí xem nào. Kiều nữa, sao bà tạo dáng đơ như zombie thế hả? Ông nói ai là zombie? Tôi nói thế để bà tạo dáng mềm mại hơn. Chứ cứ cứng đơ thế thì chụp làm sao đẹp được. Ai ở trong vườn thế hả? Chết, ông ấy đến rồi, chạy mau lên. Chạy nhanh lên. Mấy người kia đứng lại. Hết cả hồn, may mà chạy thoát, cũng hay là chụp được kha khá rồi. Chết rồi, không tìm thấy chiếc vòng mẹ tặng đâu cả. Chắc tôi làm rơi ở chỗ vừa ngõi hương rồi. Trời, sao bà bất cẩn thế? Bây giờ biết làm thế nào? Thì tôi phải quay lại đó tìm thôi. Giờ quay lại đó cũng sợ lắm, nhỡ mà bị ông ấy bắt gặp. Dù có bị mắng thì tôi cũng phải tìm lại cái vòng ấy. Đó là vòng kỷ niệm ba tặng mẹ tôi lâu lắm rồi. Nếu mẹ biết tôi làm mất sẽ buồn lắm. Nếu thế thì tôi sẽ đi cùng bà. Nhưng để ngày mai đi, bây giờ quay lại nguy hiểm lắm. Hình như có khóa cửa, chắc là ông ấy không có ở đây. Mình nhớ hôm qua đứng ở chỗ này mà, sao không thấy nhỉ? Bà tìm kỹ lại xem, chắc chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Hai người lại đến phá vườn của ta nữa phải không? Dạ, dạ cháu chào ông, chúng cháu xin lỗi vì đã vào vườn mà không xin phép. Cháu chỉ muốn tìm lại chiếc vòng rơi ở đây thôi ạ. Hãy xem chuyện tốt đẹp mà mấy đứa làm với vườn hoa của ta đi. Trời, chỗ hoa đó chắc là do chúng ta dẫm phải lúc chạy trốn. Đó là vòng tay của mình. Ta nghiên cứu trồng loài hoa này đã lâu, nhưng đến năm nay mới trồng được thành công. Chỉ mong khi vợ ta tỉnh lại, thứ đầu tiên bà ấy thấy là một khu vườn oải hương hoàn hảo như mong ước. Ông ơi, bà bị làm sao ạ? Bà ấy bị tai biến, hôn mê đã lâu. Ta chỉ hy vọng khi trồng được vườn hoa mà bà ấy vẫn thích, bà ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, các người lại lén vào chụp trộm, dám đã phá hoại vườn hoa. Ta cố gắng cách mấy cũng không thể ngăn cản được. Cầm chiếc vòng này và đi cho khuất mắt ta, đừng bao giờ để ta thấy lại một lần nữa. Ông ơi, chúng cháu xin lỗi. Thì ra đó là lý do ông ấy không cho ai vào vườn. Khu vườn đó chứa đựng tất cả sự chờ đợi và nhớ nhung của ông ấy dành cho vợ đấy. Tôi có ý này để giúp ông ấy. Hai người nghe thử xem có được không nha. Sao lại thế này? Ông có hài lòng không ạ? Chúng cháu thấy rất có lỗi vì làm hỏng vườn hoa của ông. Chúng cháu đã đi khắp các vườn oải hương tìm mua những cây hoa đẹp nhất để thay thế những cây hoa bị nát. Thật như vậy sao? Thật đấy ông ạ. Vì nơi trồng hoa oải hương đẹp không nhiều nên chúng cháu phải đi khắp nơi mới tìm được về mấy cây hoa này đấy. Đây là món quà chúng cháu dành tặng bà. Hy vọng bà sẽ sớm hồi phục ạ. Cảm ơn các cháu. Alo, ba ơi, bệnh viện vừa thông báo mẹ
mẹ đã tỉnh lại rồi, ba mau đến bệnh viện đi. Thật vậy sao? Bà ấy tỉnh lại rồi ư? Cuối cùng bà ấy cũng có thể nhìn thấy vườn hoa này rồi. Cảm ơn các cháu đã mang đến phép màu. Vợ ta đã tỉnh lại rồi. Hoan hô, hoan hô. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.